Thì sao cho nội này nhìn mặt thấy ghét không nè, gặp chú mấy camera bỏ chạy không mà 10 lần nhân chục quá ấy cục mà. Trời ơi cưng không. Cường xin chào cả nhà nha. Thì ngày hôm nay thì là mùng 5 Tết nha cả nhà. Thì nói chung ra công việc cũng còn rất là nhiều cả nhà, nhưng mà ý định của Cường là Cường chưa có đi bắt ngày hôm nay cả nhà, nhưng mà là tại vì nói chung cũng hôm nay cũng mấy ngày liền không có đăng clip, cho nên là được ông anh đóng điện cho đi bắt cái tổ ong mà trên cây còng mà nãy giờ Cường đã leo rồi cả nhà ơi. Cường leo lên rồi, Cường thăm rồi, có mặt Cường mới tuột xuống nữa. Rảnh rảnh thiệt chứ. Này là vì nó bị ăn Tết xong nó bị dư sức nha cả nhà. Nào dư lực đó. Anh Duy. Chào cả nhà em các cái. Hả? Chào cả nhà các cái. Đi đâu kìa cả. Đây có người em trai nó cũng bắt ong nghe nhà, nhưng mà cũng mới bắt cái quắc thôi đó, mấy ông anh ngồi kìa. Thì ông anh đó ông dẫn cho Cường đi bắt nghe nha. Ý định Cường là tới mùng 7 hoặc mùng 6 Cường mới lên đi bắt cả nhà ơi. Thì tại có người ta điện sẵn bắt quay clip cho cả nhà xem luôn. Ổ ong ấy đóng trên cây còng này nè cả nhà. Nãy Cường có leo lên rồi thăm thấy cục mặt nó cũng có lít ngoài á, mà cục mặt đẹp quá cho nên Cường đi xuống. Cục thuộc xuống rồi Cường mới leo lên lại nữa nè. Thì đầu năm mới Cường xin chúc cho cô dì chú bác và toàn thể anh em đồng nghiệp gần xa là sẽ có một năm thật là nhiều may mắn và thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Nói chung ra thì clip này clip ngoài dự định nghe cả nhà. Ông ông đây. Nãy Cường đã quơ ra rồi nha, cục mặt cái lít máy nha cả nhà. Chám dồi đẹp lắm. Thì để Cường bây giờ Cường leo lên lại quay cho cả nhà xem nè, dấu Cường leo nãy nè, tuột qua cánh cây hết trơn. Leo xuống rồi giờ thở sắt lát cả nhà ơi. Chung ra Tết thì cũng không có làm cái gì hết trơn nha, cũng ở nhà vậy không mà, nhưng mà tại vì nằm ở nhà cái nó buồn lắm. Tiếp tục cả nhà ơi. Leo chập hai nha. Thấy cục mặt đẹp quá, không quay clip thì uổng chứ gì. Kệ đi, chịu khó chút xíu quay cho cả nhà xem nó có cái clip bữa tối mùng năm mình coi ha. Còn nãy Cường cũng không có ý định là đi nữa nha, tại vì công chuyện nhà cũng còn nhiều công chuyện quá, cho nên là tính để ít hôm nữa mình bắt luôn rồi quay clip luôn rồi mở hàng đầu năm luôn mà ai nhậu không này ngon quá. Rồi quên nó ẩu kiến vàng sau lưng. Cây này nói chung cũng dễ leo lắm, cũng không có mất sức gì mấy. Nhẹ nhàng luôn. Đó. Trời hôm nay cũng không có đẹp mấy cả nhà ơi. Mấy ngày này đi bắt thì hay bị dính kiểu dạng như là ta ăn chơi Tết đó cả nhà, hát nhạc sống hay bị dính tiếng vô lắm. Bây giờ Cường không có đi, còn đợi cho ta đi làm hết thì mới đi cho dễ, quay clip nó cũng dễ nữa, không có bị dính ba cái karaoke. Đó, trái lên rồi đó. Cây này là cây còng nha cả nhà, chỗ Cường gọi là cây còng, còn chỗ anh em khác không biết gọi là cây gì. Da sần sùi. Nghe nói thằng em hồi nó còn ngổ nữa mà để coi coi Cường lên coi coi nó có mặt không mà bắt quay clip cho cả nhà xem luôn. Khai trương mùng 5 luôn. Đó. Nhà thấy tôm chưa? Còn nay Cường bạn quần trà lõn đi bắt ong luôn. Nó bay ra trơn luôn rồi. Khói quá. Khó lấy anh đi viện. Nãy xong khói nó cái nó cũng phê lắm rồi.
Nè ông giờ này còn ngáo ngáo nè cả nhà thấy không? Hết thì đường vô ổ luôn. Đây đây còn xông khói nâng cái. Đó. Ông cũng không bự mấy cái nhà ơi. Giờ ung khói ra leo qua ra lấy mặt cho cái nhà xem nè. Cũng mặt im lắm. Trời ơi. Con này già quá. Sâu xiêm lúm dần. Lít ngoài cái nha. Cỡ đó không hơn nổi đâu mà ổ ong này được vậy là đạt mặt rồi đó. Chứ ổ cũng đâu bự không đâu cả nhà. Ổ chừng mét hơn gì ha. Nè cả nhà. Nhà thấy cục mặt nữa chưa? Đó. Bên đây thì không biết sao. Ui. Mấy cái lỗ đó là có mặt hết trơn nha, cái lỗ mà trống trống là có mặt hết trơn luôn nha cả nhà. Quay chi tiết cho cả nhà xem nó dễ. Đó, cả nhà thấy rõ chưa? Nhiều cũng có chứ cả chừng nước ngoài là ngon này, mặt này ở đây là bông dừa với bông tràm không nghe cả nhà. Chám dồi luôn mà nó khui ăn lại nó vô lại nè. Sâu quá trời luôn. Gỡ ra dưỡng tổ này nha. Nhiều khi còn gấp quá cũng hơi quên mấy vụ sâu rồi lắm. Cho nên anh em xem cũng thông cảm với Cường nha. Khi mà gặp con mặt bự quá cái bắt đầu quýu. Đó. Rồi tiến hành Cường lấy mặt nha cả nhà. Ơi. Cắt hơi phạm vô mặt thôi. Ôi không sao, không sao. Cái này là mấy cái cục u này cả nhà, là mấy ông thấy tóc bày làm chúa, tạo chúa. Con ông này chắc thấy nó còn tương lai, thấy nó còn được, nó ở được ạ. À. Cũng hên xui đi ha. Nãy còn động nó cũng chắc cũng hút lại hết mớ. Tại nãy tính đâu nó không có mật, ai nhờ mật quá tay luôn. Thỏ nhỏ mà mật khủng thiệt chứ. Ây da, ây da, nó quýnh tay còn nè. Đi khai trương mùng nào cũng vậy cả nhà ơi. Có mặt mà ngon nè. Cả nhà có màu mặt nó đỏ cái nè. Lít mấy cả nhà. Đỏ chét luôn. Trời ơi. Ngon. Trời ơi mặt nó vô đầy pin luôn. Mặt bông dừa với bông tràm hai cái lộn lại thơm cả nhà ơi. Thơm mùi mật ong gõ gàng luôn á. Không là không lẽ mày bắt tao ong trên cây xuống mày không lẽ thơm mùi gì? Không lẽ thơm mùi nước đường cái xỉu nữa. Cho vô bịch đó. Nói chung khai trương đầu năm mới thì cẩn thận chút xíu cả nhà. Lũng bệnh gớt cục mặt xuống cái là nguyên năm gớt mặt không ấy. Giờ Cường đi xuống nha. Nhánh cồng này nó cũng hơi heo cho nên Cường làm nó hơi lụp chụp.
rồi nó có mấy cái nhánh nhỏ 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 nhỏ, cái bên mình đạp giò mình trường ra được. Cao ghê không cả nhà. Hồi năm rồi thì Cường cũng khai trương bữa mùng năm luôn. Mùng năm đợt rồi thì Cường bắt cây cây cốc hai ổ bị cắt rồi dao hết, không có mật. Năm nay khai trương có mật rồi, thấy im rồi nè. Trời ơi, nó không xuống với cưng hả? Có lý vậy? Quýnh con vít à? Tại vì sơ ý thôi, cái tay quẹt vô nó quýnh thôi chứ ông này hiền. Hơn lít mật. Mật chám vôi đỏ ao luôn. Chỗ này có ổ kiến vàng ở đây nè cả nhà. Lúc nãy Cường leo lên nó bu cắn Cường quá trời luôn. Ổ này đóng chắc cỡ 2 tháng quá. Rồi. Ngon lành đi. Như đây là thời điểm hiện tại là như đây là chùm thiên hạ rồi cả nhà ơi. Cha mẹ cái dồn nội cái chê thiệt à. Giờ chỗ Cường kiếm ổ nửa lít này đỏ mắt luôn á. Kiếm không ra. Nè cả nhà. Màu mật nè. Đỏ ao luôn. Đẹp như mơ luôn trời. Ui mệt. Làm gì câu gô hả? Câu gô hả? Nè anh trai. Quá trời quá đất luôn. Mặt vậy là im rồi chứ em tính đâu không được luôn á. Ôi trời. Nặng kịch luôn á không? Quá chí luôn. Mặt này hơn lít. Thì sao cho nội này mặt thấy ghét không nè. Gặp mấy camera bỏ chạy không mà 10 lần nhân chục. Trời ơi. Cưng không? À đợt Tết này cái bụng Cường cũng vậy luôn nghe cả nhà. Thôi thì Cường ốp máy nha để coi hoặc miếng có tổ nữa Cường sẽ quay cho cả nhà xem chung nha cả nhà. Tại có ngổ hơi gieo hơi ngắn quá. Thì trước mắt thì chào cả nhà nha. Đây cả nhà ơi thì anh em trai nó dẫn cho đi Cường đi bắt thêm mổ nghe cả nhà. Khai trương mùng năm cái quy hoàng luôn ơi. Đó, có ông anh cũng đi theo nè, nãy giờ mấy anh em chung vườn cam muốn sức mồ hôi hột mồ hôi con luôn á. Ông này đóng cây cam mà thấy nó thùng lụng cục, không biết ổ già hay ổ tơ nha, bắt đại hên xui nha. Nhiều khi phá cho người ta thấy cam luôn chứ để coi dưỡng được dưỡng, còn không được thì cắt quận 2 quận 3 mình phá cho người ta thấy cam nha, cam chín trơn rồi. Đó nhà thấy ông không? Đó một cục khù nụ nhìn thấy ớn không cả nhà. Để Cường chưa nãy quán gọi xong trơn nè, giờ khói bắt nè. Ổ này bắt anh em nào mà bắt ổ này ngày chừng chục tổ làm liền chừng tháng trời là chỗ qua tay biến luôn à. Không có vận động. Rồi giờ leo lên, ủa giờ lại bắt cái nhà cây này không có leo, cái này nó nằm bắt à. Cây cam. Nè cả nhà. Có cái vườn quang anh chịu đi cuộn em lên đi nè. Ông ông à, để mồi gọi lên cái nha. Nó bay ra làm kịp nữa đâu. Anh em xích vô nè, ổ ông này chụp gan cái là nhảy vườn cam mới nha. Ông đóng kỳ không? Con này có dĩ rồi, đóng cây cam chứ cam luôn nè. Nhà thấy tiếu không? Cầm cầm anh ấy. Nó đóng đuôi mấy trái cam luôn nè cả nhà thấy không? Ông hết biết thiệt chứ. Cưng vô đứng cái ai? Em chạy đứng cái coi nó quýnh không? Rồi. Quýnh rồi. Ông đóng lùng quá cả nhà ơi. Dễ bắt. Con này ổ tơ quá. Qua cái cục mặt ngon không? Khói. Có dĩ luôn. Có. Sắp trắng luôn cưng ơi. Đụng luôn mặt bên này nè. Trời ơi. Trời ơi, ông mới đóng rồi cả nhà ơi, cái mẹ rồi.
Trời ơi, uổng như vậy? Không có ấy luôn. Sao bự dình bình ghê quá vậy? Quýnh vô cái vỏ rồi nè. Thấy mẹ ơi, chắc chắn rồi sao? Bắt cắt không? Cắt luôn luôn chứ sao vậy? Nào lấy cái dao cắt không đi. Đem cắt. Ừ, chào. Nó được hai cái đầu mật. Dao anh. Dao anh nè. Khói quá trời khói rồi. Ở nhà không cảm nghe nha. Thì nghe em nãy dẫn đi, Cường thấy ông nó cũng bự quá, nhìn nữa không ra ở nhà như cái nhà thấy rồi đó. Quay thấy thùng nụ kìa. Ở trong cục mặt, ở ngoài cục mặt nữa kìa. Ê dạ. Trời ơi, cái gai đâm. Đóng như cái cam luôn. Có mặt luôn. Nó trong cục của nó cưng. Nó hai cục mặt nữa nha. Nó tới hai cục mặt, nó trong cục, ngoài cục. Còn em lại cắt đi. Mày đi theo nó quay clip chơi thôi chứ mèo ông mày của nó dưỡng, nó thấy nó dưỡng rồi cả nhà. Rồi đi xích cho anh quay clip cái rồi. Đâu rồi? Sắc xả dĩ ông này, ông này không ở đâu, bỏ ông đi, sắc xả dĩ bỏ ông đi. Được xị mặt cái gì. Ông mới đóng, uổng ghê trời. Con này để vài ngày nữa nó mặt nó dữ lắm luôn á. Ừ, mặt bự. Nó cũng mặt cái giường này em có hốt ngẫu rồi. Không hốt ổ già hay ổ tơ? Ổ già đầu trên. Có mặt không? Không. Xả dĩ bỏ luôn, ừ không có ở đâu. Hết biết ngủ. Mặt màu vàng tươi, cái nhà thấy màu vàng tươi đẹp ghê không? Trời ơi, xị không, nặng tay không? Cũng được. Trời ơi, uổng. Hai dưỡng lại nữa ngon quá. Nè, rồi đi dài dài ra, anh đi ra theo luôn. Tính đầu đóng khoảng 8-9 ngày bắt được. Tại nói chung cũng phá cho người ta cắt cam nha cả nhà. Cam nó chín nó trơn. Nè. Nó đọt cam chín nữa. Nè như cái nhà thấy vậy nè. Đâu rồi? Rồi đứng lại cho anh quay cái ơi. Anh em mình lên đây cái đi. Quay cho cả nhà xem thành quả cái đây rồi kết thúc clip luôn. Để đi mùng 5 khai trương vậy là cũng ngon rồi, xị mật nữa nghe cả nhà. Đó. Màu vàng tươi luôn nè. Thơm bông tràm. Bắt miếng cho cái nhà ăn, cho cái nhà thấy nè, ăn vừa mặt với vừa phấn hoa luôn nha. Nè cái nhà, ngọt lắm. Hôm nay anh em kêu Cường ăn hoài. Nay ăn cho cái nhà xem nè. Ồ, cái đầu nó xù xù cái cục nha. Nè Cường mời cái nhà nghe phấn hoa với mặt luôn nha cái nhà. Béo. Ăn miếng này cưng. Ăn miếng mà cả nhà anh quay clip cho cả nhà hưởng cho cảm nhận mặt ông nó ra làm sao. Mời cả nhà nha. Đó. Quốc vô cái hết tê người liền không? Tê. Khuẩn hoa kèm với mặt ăn vô sướng lắm nghe cả nhà. Phê chữ E kéo dài á. Rồi thì cái đoạn video này có gì sơ sót mong cả nhà bỏ qua cho nha. Thì được như đây mặt nó nghe cả nhà. Cường ốp máy nghe cả nhà. Chúc cả nhà năm mới phát tài nha, làm ăn vạn sự như ý, thành công trong cuộc sống nha. Rồi bye cả nhà nha. Rồi bye nhà mấy anh luôn em trai ơi.